Microsoft có đưa ra một cái mô hình mà có bốn trụ cột. Trường Đại học Columbia cũng đưa ra một cái mô hình mà năm cái khía cạnh về cạnh tranh mà khi một doanh nghiệp chuyển đổi số anh phải quan tâm. Tập đoàn Siemens hay là có đưa cái bộ chỉ số mà Architect của những cái nhà khoa học Đức chẳng hạn, thì họ cũng đưa những cái lộ trình chuyển đổi số là 6 bước. Mỗi cái mô hình ấy nó phù hợp với một cái loại doanh nghiệp khác nhau và một cái tình thế khác nhau. Như Rạng Đông, tôi trong thời gian rất nhanh là phải đẩy nhanh cái tầng công nghệ thứ tư là hệ sinh thái Level 4.0. Nhưng mà hiện nay cái hoạt động, cái đồng tiền mà duy trì cho tôi sống vẫn là cái mô hình kinh doanh truyền thống. Vâng. Thế thì bây giờ là chuyển đổi số phải làm mới được cái mô hình này để nó mang hiệu quả ngay cho cái hệ thống hiện tại. Theo tôi thì rất là quan tâm thu thập những cái kinh nghiệm của những cái tập đoàn nước ngoài và rất mong là các nhà khoa học ở nhà nước cũng tạo điều kiện để có thể có những cái hội thảo để cho chúng tôi học tập. Vâng. Nhưng không thể chép nguyên một cái mô hình nào đối với doanh nghiệp của mình. Tôi có thể khẳng định là trên thế giới không có hai doanh nghiệp nào mà chuyển đổi số giống nhau cả. Vâng. Cho nên là ở đây thì ngoài những cái tri thức về khoa học, về công nghệ thì phải tiến hành cái đổi mới, mình dám thay đổi cái đang có và phải hết sức sáng tạo để vận dụng, tìm cách làm phù hợp. Cho nên trong cái con đường phát triển của Rạng Đông 60 năm chúng tôi nêu thế này, 60 năm con đường phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sự tử tế. Bởi vì cái vế ấy là văn hóa, là con người thì mới thực hiện được hai cái vế trên.